Xin chào Mai Anh, cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ tại nha khoa Ahena. Thì cho phép mình xin được hỏi bạn một vài câu sau khi mà mình sử dụng dịch vụ tẩy trắng răng tại nha khoa Ahena nhé. Thì qua cái nguồn thông tin nào mà bạn biết tới nha khoa Ahena? Em tìm hiểu qua Facebook ạ. Bạn hiểu qua Facebook. Vậy thì trong mình hỏi là hiện giờ bạn đang làm công việc gì và công việc của bạn thì có đòi hỏi về tính thẩm mỹ cao không? Công việc của em là diễn viên và là mẫu ảnh. Thì đa số thì như chị biết ý, thì mẫu ảnh thì rất cần hình thức, nên là em cũng cần một bộ răng trắng sáng hơn. Thì trước khi tới nha khoa Ahena thì bạn đã tìm hiểu nhiều nha khoa chưa? Và không biết là lý do gì mà bạn lại lựa chọn nha khoa Ahena? Em cũng tìm hiểu về nha khoa rồi. Và cái thứ hai nữa là em được biết là nha khoa hiện tại đang có chương trình ưu đãi. Chương trình ưu đãi là gì? Tẩy trắng răng đúng không? Dạ vâng. Nên là bạn đã quyết định được nha khoa Ahena. Vậy cho mình hỏi là trong quá trình mà mình tẩy trắng răng ấy thì mình có gặp phải tình trạng e bút hay là có chịu gì không? Em không